bạn đang hăng hái tập nhưng bị đau cổ chân. Đang thực hiện gần xong lại bị nhức đầu gối. Giang tới đích lại bị đau cổ tay. Thôi thôi, đi ngủ đi ngủ, tập tành gì giờ này nữa. Mình đùa đó, có thể bạn đã quên bước khởi động quan trọng để đánh thức cơ thể trước khi tập rồi. Vào bài nhé. Đầu tiên hãy bắt đầu với việc xoay cổ tay và chân nề, xoay từ 20 đến 30 giây mỗi bên. Nhưng lưu ý giúp mình phải xoay thật chậm và di chuyển cổ tay hết mức có thể để kéo và có hết khả năng chuyển động của cổ tay nhé, như vậy khớp mới được kích hoạt tối ưu được. Cổ chân cũng tương tự luôn nha. Tiếp đến là làm nóng khớp gối với thời lượng 20 đến 30 giây xoay từ ngoài vào trong và ngược lại. Lưu ý, bàn tay phải đặt lên khớp gối để cố định khớp trong lúc di chuyển, đảm bảo an toàn và độ thích ứng vừa phải cho khớp gối. Các bạn xem mình làm mẫu nha. Sau khi xoay vào trong, chúng ta sẽ xoay theo hướng ngược lại để toàn bộ cơ khớp quanh đầu gối được làm nóng. Tiếp đến là chuyển động của hông, hãy để nó được kích hoạt tối ưu bằng cách chuyển động xoay hết mức có thể để kích hoạt toàn bộ vùng thắt eo của bạn trong vòng 20 đến 30 giây. làm nóng phần thân trên gồm khớp bà vai, kéo theo ngực, lưng trên bằng cách xoay hết mức từ trước ra sau. Làm thật chậm trong vòng 20 đến 30 giây sẽ hơi ngạc nhiên khi bạn nghe thấy tiếng cục cục của khớp vai đang thức tỉnh đó hi hi. Quan trọng là bạn phải xoay sao cho di chuyển hoàn toàn phần vai, không phải xoay cho có lệ nhé. Hãy nhìn kỹ cách mình xoay vai một lần nữa nhé. Tiếp tục với khuỷu tay nào, bạn hãy duỗi thẳng và nhìn cách mình xoay hướng khuỷu tay nhé, đây là cách mình làm nóng luôn phần cánh tay đó. Động tác này khá đơn giản, các bạn chỉ cần cố định vai, bắp tay và chỉ xoay phần cẳng tay. Phần rất dễ bị căng cứng là vai gáy, hãy làm nóng nó bằng việc nhìn chết góc cầm gần vai bên kia, ngón tay kéo nhẹ đỉnh đầu xuống. Đảm bảo căng phần vai gáy bên này bằng việc giữ cố định phần vai bên này nhé, sau đó gập xuống và trở lại điểm xuất phát, thực hiện lặp đi lặp lại trong vòng 20 đến 30 giây, sau đó đổi bên. Các bạn cảm nhận phần cơ này nhé, đây chính là phần cơ mà chúng ta cần làm nóng này, các bạn kéo cổ ra vừa phải, không quá căng để tránh tổn thương không mong muốn. Tiếp đến thực hiện gập chân trước, duỗi chân sau để tăng khả năng chuyển động của thân dưới dưới trung bình 20 giây và đổi bên. Tiếp theo là duỗi ngang thực hiện trong 20 giây mỗi bên. Bạn hãy dùng ngón tay giữ cố định mũi chân để tăng độ dẻo dai hết mức cho chân, đồng thời dễ cố định khớp cối, giúp cối đỡ bị chèn ép. Bắt đầu làm nóng kết hợp toàn thân với bài chạy bước nhỏ để cơ thể tăng nhịp vận động trong vòng 30 giây. Sau đó tăng khả năng phối hợp toàn bộ cơ thể trong vòng 30 giây với bài nhảy kết hợp toàn thân. Thế là hoàn thành bài khởi động căn bản, hãy làm quen trước, bài khởi động nâng cao mình xin phép rời lại tập sau nhé. Cảm ơn bạn đã xem video.